Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng tổ chức đi du lịch, nghỉ dưỡng cho các lãnh đạo xã và cán bộ công nhân viên chức của xã Lạc Hồng. Đợt du lịch này được diễn ra trong nhiều ngày làm việc trong tuần. Số người trong danh sách đi du lịch có tới 74 người, với tổng kinh phí trong hợp đồng là 748.820.000 đồng. Có lịch trình từ Hưng Yên, Phú Quốc, Cần Thơ, Cà Mau và Hưng Yên. Việc đi du lịch trên được chia làm 2 đợt và đều nằm trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Đợt 1 được bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 đến 23 giờ ngày 22 tháng 6. Đợt 2 từ 4 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 đến 23 giờ ngày 30 tháng 6. Trong đợt đi thứ nhất, đứng đầu danh sách là bà Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng, ông Phó Bí thư Đảng ủy xã và các cán bộ của xã, người nhà của lãnh đạo xã. Đợt 2 gồm những người còn lại trong danh sách. Việc đi du lịch, nghỉ dưỡng trên của Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng khiến người dân vô cùng bức xúc. Mặc dù hợp đồng được thể hiện là nhằm tổ chức học tập nghiên cứu thực tế, tuy nhiên những hoạt động diễn ra của đoàn cán bộ xã Lạc Hồng đều thể hiện ăn chơi, nghỉ dưỡng, ăn nghỉ tại những khách sạn, resort đẳng cấp. Với tổng số tiền gần 800 triệu đồng chi cho việc nghỉ dưỡng của cán bộ xã Lạc Hồng, người dân tại đây đặt ra nhiều câu hỏi. Số tiền lớn như thế thì lãnh đạo xã lấy ở đâu? Tại sao giữa lúc kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn cực khổ, thì những vị lãnh đạo xã này vẫn có rất nhiều tiền để đi du lịch? Hơn nữa, danh sách thành viên trong công đoàn xã có khoảng 30 người, vậy hơn 40 người còn lại trong danh sách đi du lịch là những ai? Có phải đây toàn là người nhà của lãnh đạo xã được đi kèm hay không? Tại sao lại dùng tiền của công đoàn để chi cho những người không phải là cán bộ xã? Tại buổi làm việc với phóng viên, bà Lương cho biết, việc đi du lịch là do công đoàn xã Lạc Hồng tổ chức, nguồn kinh phí được đóng góp từ dân, huy động từ xã hội hóa và tiền của công đoàn. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tài trợ 50% tổng kinh phí, phần còn lại 50% là của công đoàn xã Lạc Hồng. Danh của chị đóng chứ, các đồng chí đi theo là nhà 2-3 người là đóng hết. Cái đấy công đoàn của các chị đề xuất là mỗi người 10 triệu. Còn đoàn viên thì vận động quỹ còn thiếu đó phải đóng góp. Công đoàn đề xuất là 5 ngày luôn đấy. Hiểu như các em là các chị chưa hiểu. Thì như mọi năm thì các chị vẫn làm thế. Thì chỉ có bên công đoàn và bên đảng báo cáo thì chị là đoàn viên công đoàn và đi. Do trình độ hiểu biết của các chị nó hạn chế chỉ như thế này thôi. Vì các chị thực tế là công tác từ cơ sở đi lên. Đấy, cho nên học hành, trình độ, bằng cấp và hiểu như các em là phải nói là các chị chưa hiểu được. Cạnh cái như các em, các chị chỉ hiểu nó đơn thuần như vậy thôi. Tôi như chỉ được 10% cái đó và chúng tôi nói thật là chúng tôi xin phép lãnh đạo đi xã hội hóa một chút. Chúng tôi có báo cáo đảng ủy và chúng tôi báo cáo liên đoàn lao động huyện và được liên đoàn lao động huyện chấp thuận cho đi, chúng tôi đang đi. Đem những thắc mắc ấy tới các vị lãnh đạo huyện Văn Lâm, ông Trần Văn Khiên, Phó Bí thư huyện ủy Văn Lâm cho biết, trước khi đi, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng có báo cáo và xin phép, nhưng lãnh đạo huyện không đồng ý. Việc đi du lịch của xã Lạc Hồng như vậy là hoàn toàn sai. Báo cáo của đồng chí thì các anh ấy trước khi đi thì ngày 5 tháng 6, tức là ngày cái đề nghị cái tờ trình của các anh ấy xin phép là ngày 5 tháng 6. Nhưng mà chúng tôi trên này thì nhận được ngày 7 tháng 6 theo đường bưu điện thôi. Các anh các chị không trực tiếp như trên này báo cáo cơ quan văn phòng hay là ban tổ chức huyện ủy là những cái cơ quan tham mưu cho chúng tôi thì trên cơ sở đó chúng tôi xem xét và chúng tôi đã nhận được đơn ngày 7 tháng 6. Đấy. Như vì chúng tôi xem cái tờ trình đó thì thấy rằng đi vào cái ngày làm việc là không được rồi nên chúng tôi không đồng ý. Đấy. Không thống nhất cho việc triển khai đi, nhưng vì cơ sở không hiểu như thế nào, chưa có ý kiến, chưa có văn bản sự đồng ý kể cả bằng miệng. Đấy, nhưng mà cơ sở là tổ chức đi. Đấy, như vậy là sai phạm rất lớn ở đây. Xin thưa ông. Chỉ thị số 21 CTTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đã nêu rất rõ. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, cán bộ đảng viên cần xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày và nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, cơ quan tổ chức, tăng cường tuyên truyền giáo dục và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chấn chỉnh việc cử đoàn đi tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài, việc đi nghiên cứu, tìm hiểu cần phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, thành phần đoàn đi cần gọn, bao gồm những người thật sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định, khi kết thúc phải có báo cáo về kết quả chuyến đi cho cấp có thẩm quyền. Qua đây có thể thấy rằng, việc Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng tổ chức đi du lịch, nghỉ dưỡng như trên đã gây bất bình trong nhân dân,
vi phạm tổ chức đảng, vi phạm chỉ thị số 21 CTTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tự ý đi du lịch khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của lãnh đạo cấp có thẩm quyền, do đó cần có những biện pháp xử lý nghiêm minh để chấn chỉnh, đồng thời lấy lại niềm tin vào Đảng, chính quyền trong lòng nhân dân.